Hi, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ. Thì hôm nay Cần Thủ Bất Kế tiếp tục đi vào trong cái khúc mương lúa này đi bắt cá nha các bạn. Go. Bực 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 sao có cái gùi đó. Hai ba con. Như xích ngoài ngoài đây có một con gì. Đó đó trong đó. Cái lóc vậy. Chạy luôn rồi. Đó, cái sạch. Nhìn giống cái sạch ta. Đó đó. Vô quên tới trước không? Kiếm nạp cả ký à. Nãy chạy ở ngoài con rồi. Đó. Chống tới, chống tới.
kêu đùng 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 đùng. Sạc không ta? Chạy ra ngoài con. Ui ôi ô dở lên cá quá bự rồi. Đó, cái bực đó. Đó cái bịt cá gô
Lâu thế. Con rùa. Chích lại. Chích lại đi, giật mà tịch rồi. Giật ngoài giật trong mà dính lại. Cái lúc nhỏ thả. Bự. Sạc. Ôi trời ơi, vô kìa. Dữ rồi, dữ rồi. Cục dữ lắm rồi. Cá lóc, ba cá rô.
Cái gì? Rùa. Gì mà càng to giếng. Chích trong cái kia. Có. Ủa? Trước á, trước dữ lắm á. Trời ơi, dữ rồi. Gà hả, gà nhóc chưa rồi. Trời ơi. Trời ơi, trời. Lóc chiến rồi, cá lóc chiến rồi. Ô, chê. Wow. Nó sâu sâu ở trong á, dữ lắm. Vô không ta? Cá lóc quậy dữ lắm mà. Có cá lóc bự lắm. Nó vòng vòng khu. Hai luôn hả? Dữ vậy. Trời ơi. Trời ơi trời ơi, cá lóc cỡ này chứ. Còn nữa, còn con. Con đó mà nướng chui ha, ăn hết sảy. Ăn giết ngán. Xin chào các bạn, mình là Cần Thủ Ba Khía. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem những video về miền Tây tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.